Giới thiệu binh lực và chỉ huy chiến dịch Huế Đà Nẵng. Chiến dịch Huế Đà Nẵng là một trong các chiến dịch lớn của chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 do quân giải phóng miền Nam Việt Nam phát động, dẫn đến kết thúc thành công cuộc chiến tranh Việt Nam. Chiến dịch này bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 1975, sau khi chiến dịch Tây Nguyên bắt đầu được một ngày. Diễn biến các hoạt động quân sự của chiến dịch bao gồm 3 chiến dịch nhỏ được tiến hành nối nhau về thời gian: chiến dịch Trị Thiên 1975, chiến dịch Nam Ngãi và chiến dịch Đà Nẵng. Giống như ở Tây Nguyên, sự can thiệp của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là Nguyễn Văn Thiệu với chiến lược cố thủ mới của ông ta cũng là một trong những nguyên nhân đưa đến việc quân khu 1 thất thủ. Kết quả của chiến dịch này là quân đoàn 1 quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải rút bỏ quân khu 1 để tránh nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân đoàn 2 phải bỏ lại toàn bộ địa bàn ven biển miền Trung. Quân đoàn 2 sau này đã được giải thể, những đơn vị còn lại được sáp nhập vào quân đoàn 3. Tuyến phòng thủ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã rút lui từ mức 1, giữ Huế Đà Nẵng trở vào, xuống dưới mức 5, giữ Ninh Thuận trở vào, làm phá sản dự kiến hồi tháng 8 năm 1974 trong bản kế hoạch quân sự Lý Thường Kiệt 1975. Cũng như kế hoạch phòng thủ 5 mức đã được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vạch ra vào ngày 11 tháng 3 năm 1975. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam có thời cơ đẩy nhanh sự tan rã của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Trong chương trình hôm nay, Kiến thức và Giải trí xin gửi đến quý vị và các bạn các chỉ huy chiến dịch và binh lực của phía quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong chiến dịch Huế Đà Nẵng. Về binh lực tại Trị Thiên Huế và Đà Nẵng tháng 3 năm 1975, lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang, thành lập vào tháng 5 năm 1974 gồm các sư đoàn bộ binh 304, 324, 325, sư đoàn phòng không 673, lữ đoàn pháo binh 164, lữ đoàn xe tăng 203, lữ đoàn công binh 219, trung đoàn thông tin 463. Lực lượng quân khu Trị Thiên Huế B5 cũ có trên địa bàn gồm các trung đoàn bộ binh 4, 46, 271, tiểu đoàn bộ binh độc lập 21, 6 tiểu đoàn quân địa phương, 1 trung đoàn pháo binh cơ giới, 1 trung đoàn cao xạ, 1 trung đoàn công binh, 1 tiểu đoàn đặc công, 1 tiểu đoàn vận tải cơ giới. Tại địa bàn Bắc khu 5, sư đoàn bộ binh 2 chủ lực khu sau chiến dịch Nông Sơn Thượng Đức, trung đoàn 141 sư đoàn 3, các trung đoàn pháo binh 368 và 572, lữ đoàn bộ binh 52, trung đoàn địa phương 96 Quảng Đà, trung đoàn địa phương 94 Quảng Ngãi, các tiểu đoàn địa phương 70, 72 Quảng Nam đã đứng chân trên các địa bàn chiến lược tại các khu vực Phước Trung, Quế Sơn, đối diện với tuyến phòng thủ của sư đoàn 2 quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Tiên Phước, Phước Lâm, Suối Đá. Về chỉ huy chiến dịch, tư lệnh chiến dịch Trung tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Chính ủy chiến dịch Thiếu tướng Chu Huy Mân, tư lệnh quân khu 5. Về phía quân đoàn 2, tư lệnh quân đoàn 2 từ tháng 2 năm 1975 Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ân. Chính ủy quân đoàn Thiếu tướng Lê Linh, Phó tư lệnh Đại tá Hoàng Đan, Phó chính ủy Đại tá Nguyễn Công Trang. Sở chỉ huy quân đoàn đóng tại Động Chuồi, Tây Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Quân khu Trị Thiên, tư lệnh kiêm chính ủy Thiếu tướng Lê Tự Đồng, Phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Đại tá Dương Bá Nuôi, Phó tư lệnh Nguyễn Chi, Phó chính ủy Nguyễn Văn Thành, Phó tham mưu Nguyễn Mạnh Thoa, Sở chỉ huy quân khu đóng tại Cốc Ba Bó. Bộ tư lệnh quân khu 5, tư lệnh Thiếu tướng Chu Huy Mân, chính ủy Võ Chí Công, Phó tư lệnh Nguyễn Trơn, Phó chính ủy Thiếu tướng Đoàn Khuê, Sở chỉ huy quân khu đóng tại Trà My. Trên đây, Kiến thức và Giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn binh lực và tổng chỉ huy của chiến dịch Huế Đà Nẵng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.